Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại trên kênh Lương Sơn TV. Và anh đã tự đặt tên cho mình là Tống Giang. Vì vậy hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em nhập các code để nhận phần thưởng nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải click vào cái điện thoại này nè. Sau đó các em click vào chữ cài đặt nha. Sau đó các em nhập coupon này. Và anh chúng ta sẽ nhập cái phần thưởng đầu tiên, đó là Dark FB. Các em tắt Việt Ki đi nha. Rồi chúng ta nhập Dark FB Choco. Đó là code thứ nhất nha các em nha. Và chúng ta ấn nhận quà. Ok, thì chúng ta đã được một quà rồi đó. Quà phần thưởng. Ôi rồi ôi, nhiều đá quý quá trời luôn. Đó, các em cứ yên tâm nhận thưởng như thế là các em sẽ được khá lượng kim cương đấy các em ạ. Đó là cái code đầu tiên của anh chia sẻ nha. Chúng ta nhận hết những cái này nhé này, trà su trái tim này để cho ta có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Rồi là đó là cái code đầu tiên. Chúng ta sẽ đến cái code thứ hai nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau nhập cái code thứ hai. Code thứ hai là viết là YDC Choco. Y trong cái chữ trắng ấy em. YDC Choco nhé em nhá. Các em ấn nhận quà này. Đây là code thứ hai nhé các em nhá. Ok, ta sẽ cùng nhau xem code thứ hai chúng ta nhận được gì nào. Kẹo bông gòn tim hồng, quá tuyệt vời, phần thưởng coupon. Đây là bạn đã nhận được phần thưởng coupon bảng neon tim. Cái này để chắc là anh đoán là để trang trí trong nhà đấy. Ok, quá tuyệt vời, lúc nãy chúng ta đã được 10 kim cương rồi. Chúng ta đã đi được hai code rồi nha các em nhá. Code thứ ba chúng ta sẽ nhập là matcha VKT Choco nhé các em nhé. Chúng ta ấn nhận quà này để xem mắt cái phần thưởng matcha này, sao lại không được ta. Anh viết nhầm đấy các em ạ, thiếu một chữ T nữa, đó là matcha TVKT các em ạ, matcha TVKT Choco các em nhé. Ấn nhận quà này, code thứ ba rồi đấy các em. Ok, các em vào nhận được 3.000 tiền luôn, 3.000 tiền sao. Quá là bá đạo luôn các em ạ. Ta ấn nhận thưởng nha. Ok, chúng ta đã đến code thứ 3. Mew, Mew này, VFB Choco. Vẫn ấn nhận quà để xem quà này là quà gì nha các em nha. Hai phần thưởng đó là cho đồ ăn vặt đặc biệt, nhận thưởng luôn premium. Ok, đây là 5 code hoàn toàn miễn phí nha các em nhé. Mã cuối cùng, mã số 5, str big choco. Ok, thế là cả 5 code chúng ta đều đã nhận được thành công nhá. Code thứ 5 đó là bạn nhận được một cái hàng rào vô cùng dễ thương. Ok các em ơi, bạn có thể thả tối đa 2 thú cưng và phát triển chúng thông qua chăm sóc. Đó, trên đây là 5 code mà mới nhất mà về cái mã từ Choco này. Thì các em hãy ấn code của trong game Play Together để nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn ở trong game nhé các em nhé. Hẹn gặp lại các em, nếu các em cảm thấy video này hay và hấp dẫn và muốn anh làm thêm về những vấn đề gì ở trong game thì hãy để lại phía dưới phần bình luận giúp anh nhé. Chào tạm biệt các em.